Em Nam xin chào toàn thể bác, trở lại với lại shop của Hoàng Nam Audio các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì em Nam sẽ lên sóng để gửi test một con D-Big 260 cho anh Phan Tiến Nam. Anh tới từ huyện Lâm Pồ, tỉnh Điện Biên. Thì hôm qua anh Nam cũng có đặt em Nam một con D-Big 260 và cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho em Nam rồi các bác nhé. Và tất cả mọi công đoạn setup cũng như là cài đặt cho anh thì em Nam cũng đã xếp cài đặt cho anh xong rồi. Và ngày hôm nay thì em Nam sẽ lên để test chất âm của con D-Big 260 này. Và mọi thứ cũng đã kết nối đầy đủ hết tất cả các thiết bị rồi. Ngày hôm nay thì em Nam sẽ test trên một combo mà em Nam vừa cập bến, đó là SRX715. Trong tình trạng là siêu đẹp luôn, thiếu đúng thùng xốp thì em nó là hàng mới luôn các bạn nhá. Và tất cả các góc cạnh đây các bác có thể nhìn thấy này, không có một chút cấn móp hay là xước sát gì cả. Đây là một trong những cặp mà siêu đẹp. Và các bác có thể nhìn thấy này, ê căng phía trước này, không có một chút hoen rỉ nào các bác nhá. Và đây là chiếc thứ hai này. Đó, tất cả các góc cạnh nó còn như mới luôn. Rồi, và tất cả đều trùng đôi trùng cặp, từ số series củ bát lẫn củ tép trở đi các bác nhé. Hay là bên dưới đây thì các bác có thể nhìn thấy đó là chiếc súp SRX718S. Đã rất lâu rồi thì những chiếc súp SRX718S mới lại có hàng tại shop của Hoàng Nam Audio các bác nhé. Thì trong tình trạng thì không thể đẹp hơn, cũng giống như là cặp full 715 ấy, thì không có một vết chảy xước nào cả. Tất cả là đều đẹp xuất sắc từ cái tay sách trở đi. Và ê căng, các bác cũng nhìn thấy này, đấy, long lanh luôn. Đây là một trong những combo được đánh giá rất là hay hiện nay trên thị trường và đã được các bác đón nhận rất là nhiều. Nên là khi mà về những cặp combo xuất sắc như thế này thì em Nam muốn lên sóng để giới thiệu tới toàn thể các bác ngay, để các bác có thể nắm được những tình trạng của sản phẩm, để các bác có thể mua sắm những cái combo này và không thể bỏ qua những cái combo siêu hot này các bác nhé. Và ở đây thì em Nam cũng vừa cập bến được 3 em Crown 3600VZ trong tình trạng là cũng rất đẹp luôn, và nguồn vàng đời đầu tem nhôm, và hai con và một con thì là nguồn đen nhưng mà cũng là sò vương miện, tụ vương miện các bác nhé. Đấy, sò vương miện, tụ vương miện đó. Nên là các bác yên tâm luôn. Giá thì em Nam đang để cho các bác là 23 triệu bao giá tốt nhất toàn quốc Việt Nam hiện nay các bác nhé. Và một cặp loa đó là 4702X trong tình trạng cũng rất là đẹp. Đấy, những cặp loa mà đời 30 mà lại 4 số nữa cũng rất là hiếm. Và em Nam về được một cặp duy nhất thì lên sóng giới thiệu cho toàn thể các bác, bán cho các bác đó là 28 triệu. Trên thị trường thì các bác alo, các bác tham khảo thì cũng biết là giá phải 30 mấy triệu cơ. Đấy, nhưng em Nam về được một cặp duy nhất trong tình trạng khá là đẹp, đẹp xuất sắc đấy các bác ạ. Không có một vết cấn móp nào cả. Đó, để cho các bác là 28 triệu các nhá, một cặp duy nhất. Và ngay bây giờ em Nam sẽ test trên con D-Big 260 này kết hợp với lại con lắp group bần FB10000Q. Hôm qua thì em Nam cũng vừa đi nắp một cấu hình tại Hà Nội gồm 712M và lắp group bần 10000Q kết hợp với 718 và vang số các bác nhá. Và ngày hôm nay thì trở lại với con 10000Q này, em Nam sẽ đánh trên bản mixer Yamaha NS9 để đánh với combo này. Thì sau đây mời toàn thể bác cùng thưởng thức một ca khúc mà vài hôm trước cũng đã lên sóng ca khúc này trên kênh của em Nam rồi, nhưng mà lúc em Nam chưa biết hát. Ngày hôm nay thì em Nam tập tành thì cũng có thuộc qua một vài giai điệu, thì hôm nay mời toàn thể bác cùng thưởng thức ca khúc này lại với em Nam nhé. Và bây giờ các bác cùng em Nam sẽ tập hát ca khúc Hà Tĩnh Quê Ơi trên combo này để các bác cùng thưởng thức chất âm của D-Big 260 để em gửi cho anh Tiến Nam các bác nhé. Lượt 5 số B 1, 2.
tuổi thơ, tuổi thơ mẹ ru bên cánh vọng, gió đung đưa cây khế sau nhà để người đi mang nỗi niềm thương nhớ. Ôi quê nhà muôn đặng hải sương, ơi quê mình nhúc mặn cả bao giờ anh viết được vẫn thơ. Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha già đông bắt con tem con cua, nuôi con nên người vai mẹ gây khổ. Dòng sông hồ ngàn sói như dòng xưa mẹ, anh đưa em về biển tạm xoa, ai ơi có về hùng mình quê cha. Hoành sơn thiên ngang vượt qua ngàn bão tố, đông nồng ơi mười bông hoa bật tử. Vì vu thiên tâm tàu anh ra khơi, mình mang câu hò kẻ của quê ơi. Có bao giờ anh viết được vần thơ. Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng nên nghe câu hò em hát, thương cha già đông bắt con tẹt con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khổ. Dòng sông lam cháy từ sông lam, phố ngàn sâu như trong chứa mẹ, anh đưa em về kẻ bình tạm xoa, ai ơi có về hùng mình quê cha. Hoành sơn yên ngang vượt qua ngàn bão tố, đông lộng ngưng mình mang câu hò kẻ của quê ơi. Vì vu thiên cầm tàu anh ra khơi, mình mang câu hò kẻ của quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê. Dạ vâng, đó là ca khúc Hà Tĩnh quê ơi. Em đang hôm trước nghe anh Trung cũng hát thử bài này, thấy giai điệu rất là cuốn hút và rất là tuyệt vời.
nên là nghe cái là cũng đã cảm được ca khúc này ngay và rất muốn thể hiện ca khúc này để test trên những bộ dàn mà em Nam đang cung cấp các bác nhé. Rất là tuyệt vời đúng không các bác? SX715 kết hợp với 718 để test trên con DMX 260, một trong những thiết bị không thể thiếu khi chúng ta chơi thì đồ âm thanh chuyên nghiệp các bác nhé. Đặc biệt là những cái cặp loa mà có những cặp sub như thế này thì không thể thiếu được các bác nhé. Nên là hôm nay em Nam muốn gửi cho anh Tiến Nam cái con DMX 260 này và test trực tiếp trên con DMX 260 của anh nhé. Và cũng đã set up đầy đủ chương trình để trước khi đóng gói gửi cho anh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và rất chân thành cảm ơn anh cũng như là toàn thể tất cả bác đã luôn theo dõi, đồng hành, tin tưởng Hoàng Lam Audio. Và hiện tại thì em Nam đang cung cấp một cái giá rất tốt để các bác có thể trải nghiệm con DMX 260 này, đó là 12 triệu đồng thôi nhá. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ Hoàng Nam Audio, em Nam ghi số điện thoại trên bài đó, các bác có thể add Zalo để em Nam tư vấn được tốt hơn các bác nhá. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau ạ.